Dạ, nó đang có xin à, ở đây cho anh tham quan xe các coi. Xe này nhiêu tiền? Dạ, xe này 73. Xe này nhiêu tiền? Dạ, 84. 84 hả? Xe này nhiêu tiền? 60. 60 à? Xe này nhiêu tiền? Xe này xe tặng. Xe tặng hả? Xe tặng. Ok, em follow thì anh phải trả lời thôi. Winner X đúng không? Cho coi xe trước nè. Winner X anh có đủ nha. Bản đường đua, bản màu trắng, bản đỏ nhám, bản bạc nhám, bản đen bóng. Ok ha. Có bản đen nhám nữa nè, không? Giá nếu mà thắng đẻ thông thường thì 39 dít. Còn ABS không phân biệt màu thì 42 dít nha. Ngoài ra em mua từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 Winner X nè, có một cái danh sách nè. Em được tặng là một cái Samsung Galaxy A13 hoặc là cái lo Bluetooth JBL Gen GE gì đó 4. Gom. Còn ngoài ra em là người mua trong 10.000 người đầu tiên á thì em được tặng một cái nón bảo hiểm cả đầu luôn. Nhức nách chưa? Áp dụng cho mua tiền mặt lẫn mua góp luôn. Mua góp thì em trả khoảng chừng 15 dít là được ha. Vào kênh có số điện thoại Mr. Tin liên hệ ngay và gấp. Ok. Ok, em hỏi Mr. Tin trả lời Wenfa đúng không? Đây là Wenfa đời mới của em nè. Ha. Và bên đây là quay Black đời mới của em nè. Ok ha. Ok, là nếu bạn mua hai dòng xe này thì bạn được tặng 1,3 dít tại Mr. Tin liền và ngay lập tức ha. Vào kênh Mr. Tin có số điện thoại để liên hệ ngay. Ngoài ra anh em trả góp thì anh em chỉ cần trả có 5 dít thôi là được ha. Thủ tục chứng minh dân hộ khẩu hoặc chứng minh dân bằng lái hoặc là thẻ căn cước. Về lãi suất á, là Tin có thể khẳng định đợt này là lãi suất thấp 0,99 thôi. Có nghĩa là bạn vay 10 dít thì mỗi tháng bạn trả lại chỉ có 100k. 10, nếu mà vay 10 tháng mà 10 dít thì chỉ trả lãi có 1 dít thôi. Ha, 20 dít thì trả lãi 10 tháng chỉ có 2 dít thôi. Rất là ok cho anh em mua xe Wenfa hoặc Wenblade để đi học hay gì đó nha. Vào kênh Tiên có ok Vision hết mua thì nên mua xe nào? Thì tại thời điểm này thì là SHMO đừng nên mua, nhưng mà báo cho các bạn một cái tin rất là vui nè nha. Đây là Vision bản mắc nhất nè, đúng không ạ? Vision là mới nhất nè. Thì đêm qua Mr. Tin lại nằm mơ và thấy sắp tới Vision chuẩn bị xuống giá nha. Vì sợ là chuẩn bị xuống giá nha. Tối qua Mr. Tin nằm mơ thấy điều đó. Anh em mua, chị em mua Vision á thì ráng đợi nữa đi. Đợi thời gian ngắn nữa thôi. Mr. Tin nó mua thì mua. Ok nha. Chuẩn bị rồi. Chuẩn bị mua được rồi. Nha. Ok. Ok. Follow anh em phải trả lời chứ. Follow 160. Đó bao giờ mà nó có lên giá được đâu mà nó giảm giá. Thật sự. Từ khi mà nó ra, nó xuất hiện tại thị trường ở Việt Nam mình á, tới thời điểm này á, là nó ế tới thời điểm này luôn. Gần như không bao giờ nó lên giá được mấy ngày đầu tiên khi nó nhập về. Cho tới thời điểm này á, là nó ế vô cùng. Cái này nó thật lòng. Có nhiều người á, toàn cả đống cả làng đâu bán được, ăn nguyên con luôn. Theo anh biết á, là bây giờ nó xuống tới 50 mấy triệu luôn, mà cũng không ai mua. Không phải xuống giá mà có người mua, mà xuống giá mà không ai mua luôn. Tại vì nó không hợp với thị trường Việt Nam. Nên là cái con này là nó giá nó thấp lắm nha. Mà mua con này đảm bảo về ai cũng chê, hứa luôn nha.